this beautiful room. Thank you for coming. Yeah. Thank you, Brian. Model và từ thế hệ hàng đầu từ thời xưa, và chị là một gương mặt rất là nổi tiếng về MC, và một người thì khỏi không có gì còn cần thêm thông tin gì xin mời em là sắp Google. They are very successful in their very very own way, but they are still so humble. They're still so real, and they're still so lovable, and that's why they're here without even asking. I said, can you come here? I said, okay, fine. So that's it, right? Like, the next wife is Ho Chung Dung. Ho Chung Dung, famous singer, but he doesn't even, I guess, beautiful voice that everyone will fall in love with, including myself, will tell you what to do, what not to do, but he always, luôn luôn stay within himself and still continue to show people what a true gentleman. I love you. This is Tuan. Anh Tuan là người mà mình mới gọi là so với mọi người khác là mình mới gặp đây thôi, nhưng mà trong cái cảm nhận của mình là anh Tuan là một người thực sự là giữ một cái giá trị. Anh Tuan là trong food and beverage, nhưng mà more than that, he's an artist himself in a way that I think is difficult to describe, rất là khó để mà giải thích. Bởi vì bản chất tại sao ly rượu vang và ly champagne nó phải là ly chân dài, là bởi vì mình không cầm vào bầu ly, mình không cầm như là ly whisky hay là cô nhắc thì mình cần phải hâm nóng thì mới bao giờ mình cầm cái bầu ly. Ở dưới này thì cơ thể nhiệt độ mình là 36,5 đến 37 độ thì nó sẽ làm ấm cái rượu lên. Đối đấy là đối với cô nhắc. Còn đối với rượu vang và champagne thì cầm như này, thứ nhất là vừa là đẹp mắt này, cái thứ hai là làm sao mà để cho cái nhiệt độ của cơ thể. Bởi vì uống những cái này đều là ly pha lê, gọi là thủy tinh cao cấp, thì cái pha lê thủy tinh cao cấp nó truyền nhiệt rất là nhanh, thì khi nó đang làm nóng cái sức mạnh hoặc là nóng cái rượu vang lên thì nó ngon, nó không còn cái vị ngon của sức mạnh hoặc là rượu vang nữa. Đấy là một cái cách tốt để xem bên như vậy. Thế thì còn đối với vang đỏ, nếu mà vang đỏ mà đem ướp lạnh ấy thì vứt, bởi vì vang đỏ cần phải có vị chát. Thế thì vang đỏ mà lại đem vào ướp lạnh như vang trắng thì thôi đừng uống. Và bài công tác đó nó cho mình trưởng thành. Thành ra những cái lời chia sẻ của ngày hôm nay của một người đàn anh đi trước có kinh nghiệm để chia sẻ với các em như thế nào để gọi là tồn tại với chính bản thân mình, và tồn tại làm sao để cho người ta lại respect mình, thì cái đó mới là quan trọng. Thì anh nghĩ là đầu tiên thì thật sự là nếu mà chúng ta muốn tồn tại và để người ta respect thì chúng ta phải respect một chút. Nếu mà chúng ta không có tôn trọng chính bản thân của chúng ta qua cách cư xử của chúng ta đối với chúng ta, đối với người thân, đối với bạn bè, đối với những người xung quanh, thì cái điều đó nó sẽ không mang lại bất cứ giá trị gì cả. Vì bản thân chúng ta còn coi thường chúng ta, coi thường những người xung quanh thì nghĩ đi, chúng ta sẽ còn những người bạn bè thân, hay là chúng ta biết là giá trị của chúng ta như thế nào, thì cái
cái đó là cái bài học đầu tiên anh học với bản thân của anh. Cái lòng tự trọng và mình phải biết giá trị của mình cực kỳ quan trọng để quyết định là mình tồn tại trong xã hội được sự kính trọng của mình. Đó là cái bài học đầu tiên đối với anh như vậy. Cái bài học thứ hai, khi chúng ta làm bất cứ một điều gì phải có tình yêu trong cái công việc, phải có sự đam mê ở trong công việc, và phải có một cái tiêu chí sắp đặt thì mọi người thì lúc đó chúng ta vượt qua được những cái khó khăn trong công việc. Nếu mà chúng ta làm một điều gì đó nhìn thấy một người on top mà chúng ta nghĩ rằng người ta dễ dàng để đạt on top, không có một người nào on top dễ dàng cả. Các bạn phải quên đi điều đó, vì muốn có vị trí của ngày ở một cái điểm nào đó các bạn phải cố gắng cực kỳ nhiều và các bạn phải trải qua nhiều thăng trầm sóng gió trong cuộc đời để các bạn trở thành một cái người khác người ta ngưỡng mộ. Không bao giờ có cái chuyện tự nhiên mà người ta ngưỡng mộ các bạn cả. Thành ra đó là cái điều thứ hai mà anh học trong cuộc đời. Và cái điều thứ ba anh học trong cuộc đời là luôn quý trọng giá trị của những người mang đến cho mình ngày thành công hôm nay. Nếu mà chúng ta biết trân trọng những người đó, có nghĩa là chúng ta là người có tâm, có tình, và trên cái tâm, cái tình chúng ta có tài, thì chúng ta mới đánh giá được cái những cái gì người khác hỗ trợ cho mình thành công ngày hôm nay. Đó là cái giá trị lâu bền để mình coi họ là một người bạn, một người tri kỷ, một người tri ân sau này chúng ta còn có nhau trong những đoạn đường sắp tới. Đó là bài học thứ anh muốn rằng chia sẻ với các em, để các em nghĩ rằng trong cuộc thi này không phải hạng nhất nó là giá trị, hạng nhất nó chỉ là một cái thay đổi để cho tụi em có được trong bộ sưu tập của tụi em trong tương lai thôi. Cái giá trị của cái cuộc thi này là cho tụi em trở thành một người khác mình thích hợp được chia sẻ với rất là nhiều những người có kinh nghiệm ở trong cuộc sống. Và học để chi? Để mình trở thành champion mình tốt trong cái tương lai của mình kia, chứ không phải là trong cuộc thi này đâu. Cuộc thi này nó chưa là cái gì cả. Không có ai mà trở thành gọi là một cái icon chỉ qua một cuộc thi và một cuộc thi cả. Em cứ để ý đi, cái cuộc thi này nó là chứng minh, không phải là một người trở thành ai, cái nó chứng minh cả một cái đoạn đường sự nghiệp người ta cống hiến như thế nào, chứ không phải là ngủ dậy thắng giải qua ngày hay mua cái giải thắng cái qua ngày trở thành một cái ai cả. Khi mình sống chân thành với người khác, mình đối xử tử tế với người khác thì mình sẽ nhận được sự tử tế nhất, chân thành, cái đó quan trọng nhất. Có lẽ đến giờ phút này thì cho đến giờ phút này anh em mình nhỉ, có thể là gặp rất nhiều những người đeo không biết là không biết phải. Tại vì mình nghĩ rằng là họ sống thấy mệt không? Họ sống thấy mệt không? Thật sự thế có bị mệt quá không? Khi mà mỗi một nơi họ đeo một cái mặt nạ khác nhau. Bởi vì tại sao mình không chỉ dùng cái mặt đúng của mình, chỉ dùng đúng cái mặt của mình để đối xử với người khác. Vì như thế thì mình sẽ được cái sự yêu thương, được cái sự chân thành đối đãi của cái từ những người đối diện. Chắc chắn là như vậy rồi, người tốt thì cũng sẽ nhận được việc tốt, thế thôi. Nên là đấy là cái điều mà ngắn gọn nhất mình muốn chia sẻ với bất kỳ ai, dù là trên mình hay không, thì các bạn đã là con người với nhau và nên đối xử chân thành với nhau, thì lúc đấy các bạn sẽ nhận được rất là nhiều điều từ cái việc mình đã làm. Tại vì thực ra một cuộc thi nó chỉ là một cái tức là một cái kỷ niệm gạch tên trong cuộc đời của các bạn thôi. Các bạn rất là dài sau này. Nếu các bạn chỉ vì một cuộc thi, các bạn muốn nổi tiếng, các bạn tạo một cái sự tên rồi đó, các bạn đeo một lớp mặt nạ vào đó, thì sau này đối với chị nhá, đối với em nhá, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Khi em nhìn một người nào đó, em tiếp xúc một người nào đó mà em ấn tượng như vậy, thì tự nhiên nếu mà người đó là tốt, ấn tượng là tốt, thì sau này người ta có chẳng may phạm một lỗi lần gì, em vẫn dễ dàng tha thứ cho họ một lần. Nhưng nếu ngay đầu tiên mà em gặp ác cảm thì sau này họ có tốt đến mấy thì ác cảm của nó mất đi thôi. Cái đấy nó là nó giống như nó kim vào cái mai của mình.
trọng đối với em, không biết mọi người nhà với vậy vậy đó. Nếu mà cái cảm giác đầu tiên mà em đã thấy là gặp người này em cảm thấy là ok, rất là tốt, thì tự nhiên sau này họ có làm bất kỳ lỗi lầm gì mình sẵn sàng ra không? Vì đối với mình là ngay từ bản first impression, từ cái bản chất của họ là mình tốt, nhưng mà ngay đầu tiên mà mình gặp thì ấn tượng không đủ. Thế sau này họ có cố gắng tử tế như nào thì mình vẫn cảm giác họ đem mặt nạ cho họ, không phải là mình. Yeah, be careful. Every time you meet someone, that person should be the same person that. I remember I met a new friend, yeah. A new boyfriend of my best friend. Mm-hmm. And she said, why didn't you seem to like him? I said, I didn't like him, but I don't dislike him either. Mm-hmm. Because I didn't know who he was. Mm-hmm. That was my first impression. He tries so hard to impress people. And that's not what he should do, because people are not stupid. I'm not stupid. I know if you are real or not. Just be real. It may take some time to me to like you, for me to like you, but be real. So and the first impression that really turned me off was because he was trying so hard to be a gentleman. Mm-hmm. And so it's my biggest advice, actually, don't try too hard. Mm-hmm. Because there are so many definitions of gentleman. That's might be the biggest challenge for the show. To find a definition of a gentleman, right? So be yourself, but at the same time, I totally agree with him. Be genuine, be sincere, passionate with what you do, no matter what people tell you. No matter what. Don't think about what the goal. Oh, I want to be number one star. It's my approach. I cannot speak for everyone else, but I don't think about, okay, that's my goal, I have to be number one in the industry. I enjoy along the ride, right? And there will be like ups and downs. There will be times when I feel like, oh, people start to forget me. People don't like me because I'm too quiet, I'm too gentlemanly, whatever it is. But it is me. And I enjoy being myself. And you get respect from being who you are. Yeah, but it will be difficult. It will be difficult. It will be difficult. And that's why I enjoy this so much. That's why I never asked, oh, what is for? That's why I thought I was overdressed. I didn't know what the event was for. Because, you know. But it's nice to be yourself, I think. That's what I think. Thank you. Em đang có chút xíu nhầm lẫn giữa sự bản sắc của mọi người. Con người ai cũng thấy không an toàn hẳn ngay từ đầu cả. Thế nên là em cũng cần có trong chương trình này. Đúng. Cả là chị cũng thế, hai anh cũng thế. Cậu chị cũng từng là những cô bé chân đất lăn tay từ để có được một hình ảnh như bây giờ. Mọi người muốn lột xác là nó, chứ không phải lột xác là thay đổi tính cách của em. Chị nói em nhé, con người á, các cụ có nói là cha mẹ sinh con rồi sinh tính, răng sơn đến đổi bản tính khó rời. Nhưng đó là bản tính, còn cái quan điểm sống nó là thay đổi. Nên em, mọi người muốn em change your mind ở đây là change cái thay đổi cái quan điểm sống của em, chứ không phải thay đổi bản tính của em. Nên em đang bị nhầm lẫn gì cái đó. Em một có cái cảm giác rất là khác. Anh chàng này khi mà em nhìn mặt cho mọi người đây đó, là anh chàng này lành nhất ở đây. Không, nhưng mà lành đấy là bản tính của bạn. Nhưng không có nghĩa là bạn sẽ lành mãi được. Bạn cần phải thay đổi cái quan điểm đó với bạn. Dạ, sẽ thay đổi nhưng mà sẽ nhìn cái thứ của bạn chứ nó sẽ ổn. Và tại vì em cảm giác sao, bởi vì trên con đường em đi rất nhiều người kêu là cần đột phá, đột phá transformation, không cần đột phá, em chỉ cần thay đổi cái quan điểm của em. Em muốn cái gì thì em sẽ đi theo cái đó, chứ em không cần đột phá. Em muốn cái gì, em không muốn không, em muốn làm thì em sẽ làm, nhưng em không muốn làm thì có ai nói bao nhiêu em cũng không làm. Đúng rồi, đúng rồi. Đối với em như bây giờ không? Chị đã từng như thế mà. Cách đây 20 năm, 30 năm, chị là một cô gái, chị có thật như Hà Anh bố cửa. Chị nói thật, chị ăn chơi Hà Nội, không ai cũng tên là ăn chơi. Mỗi một cái cửa góc sống của chị, mỗi một cái góc sống của chị, chị thay đổi quan điểm. Chị thay
thay đổi quan điểm để chị trở thành một người khác. Bạn chị khi gặp chị bây giờ tụi nó đều bảo là sao gặp mày giống như tao gặp một con người khác, mày thay đổi 360 độ luôn thành một người khác. Vì vấn đề sao? Đấy là chị muốn. Chị không ai thay đổi chị cả, mà tự chị muốn. Anh chị sẽ là lì nhất ở đây. Sẽ là liền ở đây. Anh không nhớ là ngày xưa á, khi mỗi lần mà tiếp vô cái câu chuyện mà thay đổi bản thân nhà làm thì anh cũng chia sẻ luôn là thứ nhất là mỗi một cái độ tuổi cái sự chín chắn mình khác nhau, mình chưa nhận ra được là mình cần thay đổi. Cái người may mắn là cái người được trưởng thành sớm hơn và nhận ra cái điều đó sớm hơn. Là mình nhận ra được điều đó là không phải tôi thay đổi để tôi trở thành một con người khác, mà tôi thay đổi để tốt hơn chính bản thân tôi muốn. Cái điều mình muốn mới là quan trọng. Mình muốn để chi? Để mình đạt được mục tiêu này trong cuộc sống mình. Ví dụ bây giờ tôi muốn trở thành một giám đốc, tôi phải làm như thế nào trở thành một giám đốc? Tôi muốn trở thành một người kinh doanh giỏi, tôi phải làm như thế nào trở thành một người kinh doanh giỏi? Vậy tôi muốn có một cái tư cách tuyệt vời, tôi phải xây dựng cái gì? Bản thân tôi em muốn không? Phải muốn à. Nếu mình không muốn thì trong cuộc đời mình không có một cái gì cả. Thật đó. Sự bạn sẽ trở thành vô dụng nếu mà bạn không có điều bạn muốn. Mà bạn không đã muốn rồi mà không thực hiện, bạn cũng vô dụng luôn. Phải có điều bạn muốn, phải thực hiện luôn điều mình muốn. Muốn hay không? Đó. Không muốn hay không? Không muốn hay không? Cho em nói. Tại vì cái lúc đó là thực sự em rất là thích. Bởi vì tất cả những gì mà em thể hiện trong chương trình á là em thể hiện cho mọi người biết được là em rất muốn. Mình không biết là em xả thân rất là nhiều. Rồi từ các thử thách của em, những em làm bung hết sức mình, bung ra theo kiểu của em. Em chưa bao giờ như vậy, nhưng mà em không có nhận được sự công nhận. Không sao chứ. Cái đấy là một cái game của trò chơi. Bình thường. Cái họ muốn, em làm cái là em muốn trước đã. Rồi sau đó 1-2 năm sau là hết. Là bắt đầu là khen cũng không còn vui quá nhiều, buồn cũng không buồn quá nhiều. Mà dân là cái nào thực sự là những người hiểu mình là một. Hiểu mình thực sự nha. Và nó mang lại cái thay đổi cho thực sự bên trong của mình. Nó align, nó phù hợp với cái mình đang nhìn về mình. Thì mình sẽ tiếp nhận. Vậy thôi, mình biết lòng. Thì cái đó chị nói dễ lắm. Thì nó gọi là thích ý. Take it easy từ từ. Nhưng mà nhớ một điều đó là anh khuyên các em nè, muốn không có được ngưỡng mộ. Muốn mà ngưỡng mộ là thất bại. Phải quyết định cái gì mình muốn, mình phải đi khó đúng rồi. Phụ nữ cũng phải như vậy đó chứ đừng. Ai cũng chọn như thế. Phụ nữ cũng phải như vậy. Thành ra là các em đã muốn thì phải quyết liệt làm cho bằng được. Bỏ hết tâm, hết trí, hết sức của mình vào. Trước khi bạn làm điều gì, bạn nhìn xuống thẳng trước những điều tệ nhất xảy ra, bạn chấp nhận được nó không? Chấp nhận được thì hãy làm. Em chấp nhận được thì hãy làm. Còn nếu như mình không chấp nhận nổi thì không, mình đừng làm. Vì lỡ nó xảy ra điều tệ nhất thì không chấp nhận được thì không làm gì, đúng không? Đơn giản như vậy thôi. Thì cái showbiz nó cũng như vậy. Nếu em chấp nhận được thì gì? Em đã lao vào nó và em chấp nhận được sẽ có người ai cũng tập hơn, sẽ có người chê, có người thích. Bao giờ thì nhiều người tìm. Vậy thì em có đón nhận những người chê không? Em chấp nhận được là người khen, ok thì em làm. Khen thì đương nhiên ai cũng thích rồi. Nhưng có chấp nhận được khen không? Nếu chấp nhận được, ok. Phải. Tôi làm đúng không? Thì tôi làm cho tôi mà, tôi làm được tôi thích mà. Và tôi không khen được làm sao tôi làm sâu thiên hạ, tôi chiều hết mọi người được. Đó, nên là cái cơ thể của nó là như vậy thôi. Các em bây giờ cũng thế thôi. Bây giờ em hoạt động cuộc thi này, chấp nhận được những thử thách. Và chấp nhận là ok, mình có thể bắt chơi game vào đầu, mình chơi game thôi mà. Chơi game thôi mà. Làm gì đâu mà phải nặng nề. Ui, ok xong. Còn nếu không mà cảm thấy là mình không vượt qua được thì thôi, thằng dừng, không muốn dừng theo nữa. Quan điểm của em chơi game và đồng thời tìm một cái động lực nào đó mà nó không phụ thuộc vào người khác. Không chia sẻ với mọi người về cách buồn dạ. Thế ta mọi người biết tại sao mà tôi là tầm những cái động này là thứ nhất là rượu vang ấy thì nó cần phải thở. Bởi vì rượu vang nó là bởi vì thế này, rượu vang nó khác rượu mạnh ở cái chỗ là rượu mạnh khi mà chưng cất lên rồi nó đạt được một cái nồng độ cồn nhất định 38, 40, 42, 50, 55, đấy là rượu chết. Còn rượu vang nó là lên men tự nhiên và không qua chưng cất thì đấy là một cơ thể sống. Và khi đã là cơ thể sống thì nó có
sinh ra, lớn lên và chết đi. Thế thì khi mình lắc lên, bởi vì khi mà rót ra ly ở trong chai rượu vang đang ngủ, rót ra ly vẫn là đang ngủ, nhưng mà khi mình lắc lên là mình đánh thức. Mình nói cái gọn một tí là nó như là một cái ví dụ như là vợ hay chồng mình đi, đúng không? Yeah. Đang nằm trên giường mới ngủ dậy, mặc dù là có thể là không ngủ dậy rồi, xong rồi hôn nhau một cái, đúng không? Nhưng mà thực ra lúc đấy ấy, thì vẫn bảo là ôi giời anh thơm quá hay em thơm quá, nhưng mà thực ra ấy, lúc đấy là hơi rối lọc một tí, có nhỉ? Bởi vì nói thật nhỉ? Chưa tập thể dục, chưa đánh răng rửa mặt, không thơm lắm đâu. Đấy, nói thật là như thế. Nhưng mà khi ấy, dậy tập thể dục, đánh răng rửa mặt rồi hôn nhau một cái, nó thơm hơn nhiều, đúng không? Yeah. Thì rượu vang nó cũng là như thế, nó đang ngủ mà mình đánh thức nó dậy, mình lắc này, đánh thức này, để dậy lên như nào anh chỉ em lắc đi. Mình lắc này. Nếu mà mình chưa quen nhá thì đừng có cầm lên mà mình để dưới bàn này. Mình lắc này. Mình lắc này thì nó sẽ dễ hơn này. Nhưng mà khi mình đã quen rồi thì mình cầm trong tay mình lắc này. Mình lắc tầm khoảng 10 vòng thôi. Thế xong rồi mình nhìn. Đầu tiên là phải là lắc này để nó lên hương này, xong mình nhìn này, nhìn cái màu. Thế xong mình, bởi vì mọi người biết tại sao cái ly rượu vang nó cái miệng nó to, bởi vì để mình ngửi để mình cảm nhận được cái hương thơm của nó dậy lên, nó có hương gì, mùi gì. Như lúc nãy vừa chia sẻ với Dương Huy là có những người thì bảo có là mùi, tất nhiên có những cái dòng rượu mà nếu mà nó ủ lâu và đủ tốt, dòng giống nhau đủ tốt, đủ năm đủ tuổi thì nó sẽ có những cái hương rất là lạ, ví dụ như là hương của chó phổ, hương của nấm, hương của earth tree, tức là cái mùi đất rừng. Đấy, thế thì tùy theo mỗi mũi mỗi người cảm nhận. Thế còn về những người mà nghiên cứu chuyên sâu thì người ta sẽ ngửi cái mùi khác biệt nữa. Thế thì đấy là cái cách mà ngửi rượu vang. Khi mình ngửi xong thì bắt đầu mình nếm. Nhưng mình nếm ấy tuyệt đối, mình uống rượu vang mình đừng bao giờ uống theo kiểu như uống bia hay uống nước lọc hay uống, bởi vì mình phải uống ngụm to. Yeah. Ngụm to sau đó mình ngậm trong miệng cho đầy cái khoang miệng, thậm chí gần như súc miệng đấy, để cho tất cả các cái giọt rượu vang nó ngấm hết vào các cái khoang miệng và nếu răng của mình, sau đó mình hút từ từ khoảng 3 đến 5 giây thì lúc đấy mình cảm nhận rượu vang nó sẽ ngon hơn rất nhiều khi mình uống rượu không giống như mình uống nước lọc. Mọi người cứ thử. Bây giờ anh ơi, bây giờ thế này em nối tiếp câu chuyện của anh nhé. Trước khi mọi người thử, nhưng mà chất sau khoảng uống rượu vang á, cùng ly đúng không? Khi cái lúc uống rượu vang một cùng ly mà nhìn vào mắt nhau thế này, nghĩa là ngầm đồng ý tối nay chúng mình về với nhau. Tomorrow is another day, but today is the day we enjoy the rest of today. Cheers. Okay? Cheers. 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 Cheers.